Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thịnh Long, Thịnh Long Group được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài số 386 LDTBXH GP là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, song xuất khẩu lao động vẫn luôn là thế mạnh và hướng đi chính của Thịnh Long Group trong nhiều năm qua. Bên cạnh một số thị trường chính như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thịnh Long Group cũng đã mở rộng và khai thác thêm nhiều thị trường tại các quốc gia phát triển khác như Singapore, Anh, Canada, Trung Đông. Luôn lấy người lao động làm giá trị cốt lõi, am hiểu thị trường và luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Thịnh Long Group đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, mang niềm tin đến với người lao động. Nhiều năm liền, Thịnh Long luôn thuộc top đầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín hàng đầu và phát triển vững mạnh ở Việt Nam. Thịnh Long đã vinh dự được Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam trao chứng nhận doanh nghiệp xuất khẩu lao động xếp hạng 5 sao. Mỗi năm, Thịnh Long đưa hàng nghìn lao động sang làm việc và thực tập kỹ năng tại nước ngoài. Công ty cũng đã mở rộng và phát triển nhiều đơn hàng lớn ở các lĩnh vực như kỹ sư, công nhân nhà máy, điều dưỡng hộ lý, giúp việc gia đình. Các đối tác lớn mà Thịnh Long đã từng hợp tác là Nissan, Toyota, Canon, Ecosas, Kisoji, HTC, nhà sản xuất điện thoại, công ty điện tử Unitec, Foxconn, Đài Loan. Trong đó, lĩnh vực hộ lý điều dưỡng là một trong những đơn hàng thế mạnh của Thịnh Long. Mới đây, công ty cổ phần đầu tư thương mại Thịnh Long đã vinh dự là một trong 6 doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép thí điểm triển khai đưa thực tập sinh ngành hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Trước đó, nhiều năm liền, công ty cũng là doanh nghiệp tiên phong, nhiều kinh nghiệm đưa các hộ lý điều dưỡng viên sang làm việc tại Đài Loan. Cụ thể, trung bình mỗi năm có trên 200 lao động điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại các bệnh viện, viện dưỡng lão lớn tại Đài Loan. Đây chính là nền tảng vững chắc để công ty Thịnh Long ngày càng nhận được sự tín nhiệm của các đối tác nước ngoài, sự tin tưởng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cũng như niềm tin của người lao động. Để đảm bảo chất lượng lao động trước khi xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, Thịnh Long áp dụng quy trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp về tay nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng về pháp luật, phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động. Đặc biệt, với các học viên ngành hộ lý điều dưỡng, khi đăng ký hồ sơ sang Nhật Bản thực tập, sẽ được tham gia vào quy trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Hiện tại, Thịnh Long cũng đã hợp tác với nhiều viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi lớn, trong đó có Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức. Hai bên đã cùng hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo kỹ năng nghề điều dưỡng chăm sóc Thiên Đức Thịnh Long để đảm bảo thực tập sinh trước khi xuất cảnh sẽ được trang bị đầy đủ cả về ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm hộ lý. Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức sở hữu trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ giáo viên và nhiều chuyên gia kinh nghiệm trong đào tạo hộ lý sẽ giúp các học viên hiểu rõ hơn về ngành nghề điều dưỡng hộ lý ở Nhật Bản cũng như làm quen với môi trường làm việc tại các bệnh viện quốc gia này. Tại đây, các học viên sẽ được đào tạo song song giữa bài giảng lý thuyết và các thao tác thực hành trên mô hình thực tế. Không chỉ thành thạo những bài tập chăm sóc y tế đơn thuần, mà còn là những bài tập thể chất và tinh thần dành cho người già. Phương pháp đào tạo này sẽ giúp các thực tập sinh có nền tảng kiến thức nhất định và không cảm thấy bỡ ngỡ khi sang Nhật làm việc. Bên cạnh đó, Thịnh Long Group luôn có đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ giỏi đã từng nhiều năm công tác tại Nhật Bản giúp các học viên có thể trang bị vốn ngoại ngữ tốt nhất, có thể đạt chứng chỉ N4 trước khi xuất cảnh. Ngoài ra, khi tham gia đào tạo, các học viên còn được rèn thêm các kỹ năng sống khác như xếp hàng nơi công cộng, phân loại rác và bài học về an toàn giao thông. Những kiến thức và kỹ năng cần thiết này sẽ giúp các thực tập sinh dễ dàng bắt nhịp nhanh hơn với cuộc sống và công việc ở nước ngoài. Cũng giống như Nhật Bản, theo dự báo 10 năm nữa, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với tỷ lệ già hóa dân số. Khi đó, Việt Nam cũng sẽ cần một lượng lớn các hộ lý, điều dưỡng viên có kinh nghiệm, tay nghề, làm việc tại các bệnh viện dưỡng lão trong nước. Do đó, việc đưa các thực tập sinh ngành hộ lý sang Nhật Bản làm việc không những giúp học viên học hỏi thêm được kinh nghiệm mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp, thu nhập cho họ sau 3 năm về nước. Có được nền tảng vững mạnh và thành công như hôm nay không chỉ là tâm huyết của ban lãnh đạo mà còn là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên luôn lấy chữ tâm và chữ tín làm nền tảng kinh doanh. Trong tương lai, Thịnh Long Group sẽ ngày càng mở rộng nhiều hơn nữa đơn hàng chất lượng tốt, chi phí hợp lý, tạo cơ hội việc làm cũng như bảo vệ lợi ích của người lao động tại nước ngoài.